Cây này năm nay tôi nhập 36 đến 40 cây thôi, không nhập nhiều. Năm ngoái nhập gấp đôi. Hôm nay do thị trường Covid cho nên cũng không dám nhập nhiều. Cái cây này tôi nhập sớm hơn người ta là để cho cây nó hồi. Tại tôi nhập từ ngoài Hưng Yên cơ. Cho nên là xa khi vận chuyển vào là cây nó sẽ bị ảnh hưởng, cho nên để sớm cho nó cây hồi phục. Giá một cây này nó dao động khoảng từ 3 triệu rưỡi đến 7 triệu tùy từng cây. Bưởi này ngoài đấy thì không có thuốc kích thích gì đâu, toàn là phân ấy thôi, người ta trồng rất đảm bảo. Có thể mình vẫn trưng Tết được, xong Tết thì mình vẫn để được khoảng 3-4 tháng nữa. Ăn thì vẫn bình thường, không sao cả.